Trải qua 3 vòng thi vô cùng gắt gao, vòng ý tưởng, vòng thuyết trình và vòng phỏng vấn, những giải thưởng của cuộc thi VinChem 2016 đã có chủ. 30 giải nhất được tài trợ toàn bộ chi phí tham gia chạy hè tại Mỹ. 5 giải nhì được tài trợ 50% chi phí tham gia chạy hè. VinChem 2016 đã mang tới cho các Vincer nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị. Các thí sinh VinChem 2016 đã khiến hội đồng ban giám khảo thực sự ấn tượng với tinh thần chủ động, sáng tạo của Vincer, tinh thần của những thế hệ trẻ Việt Nam đầy hoài bão và trách nhiệm với cộng đồng. Cuộc thi này nhằm đánh thức những cái tiềm năng của các cháu, những cái ý tưởng ngoài học đường của các cháu. Có thể nói là các cháu ở những trình độ học vấn khác nhau, có cháu từ lớp 4 mà có cháu lên lớp 10, lớp 11, đưa ra những đề tài rất đa dạng phong phú những vấn đề của đời sống. Rất nhiều ý tưởng của các em đã được triển khai và bước đầu có một số kết quả rất đáng ghi nhận. Cháu nào cũng toát lên, một là cái kiến thức của các cháu, thứ hai là cái đam mê của các cháu, thứ ba là đặc biệt là cái tính sáng tạo của các cháu. Cho nên các cháu đưa ra được những dự án, những cái đề án và những cái ý tưởng hiện thực và có những cái ý tưởng rất là táo bạo. Tôi cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc khi tất cả các học sinh của tôi dự thi đều được vào vòng trong và được vào vòng chung kết đi Mỹ. Từ hồi hộp, lo lắng cho đến vui sướng. Khi nghe thấy tên mình được xứng lên thì con cảm thấy hài lòng và vui về những gì mình đạt được. Thì tôi ngồi dưới cũng rất là hồi hộp và rất vui mừng khi mà thấy ban tổ chức xướng tên của cháu. Khi mà con gọi điện cho bố mẹ con thì mẹ con nói rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm, rất là chúc mừng con. Lúc con xuống thì bố con ôm con một phát. Con cảm thấy rất là tự hào. Cũng lâu lắm rồi con mới đạt được một cái gì đấy như thế này. Con cảm thấy rất là xúc động được bố mẹ chúc. Còn mẹ con thì cũng cảm thấy rất tự hào về con. Khi đọc đến tên bạn ấy thì hai mẹ con đã nhìn nhau đứng tim và mình giơ hai tay lên để chúc mừng con. Dù có đạt được giải thưởng hay không, tất cả các thí sinh VinChem 2016 đều là những người chiến thắng. Bởi các em đã được vượt qua một cột mốc của bản thân mình, học hỏi thêm được rất nhiều điều mới. Và hành trình thú vị 10 ngày khám phá nước Mỹ chính thức được bắt đầu. Các bạn đến một cái chân trời mới mà đó có rất nhiều điều có thể học hỏi được. Nhưng các bạn hãy luôn luôn học hỏi các cái nước khác, nhưng luôn luôn là trên cái nền tảng tự hào về cái văn hóa và cái bản sắc của dân tộc mình, về cái truyền thống của chính nhà ngôi trường của mình. Đầu tiên thì con muốn có một số các cái văn hóa và truyền thống có thể trao đổi với các bạn ở bên Mỹ, tại vì con thấy là truyền thống văn hóa đất nước Việt Nam rất đáng để được tự hào và được quảng bá ra thế giới. Con sẽ mang thông điệp tự hào Việt Nam và sẵn sàng hội nhập thế giới của VinSchool đến các bạn quốc tế. Những gương mặt háo hức, những cái ôm thật chặt, phụ huynh đã tiễn các con ra tới tận sân bay và không giấu nổi cảm xúc. Tiễn con đi một cái chuyến bay rất là đặc biệt thì cảm thấy rất là vui, vinh dự và tự hào. Con sẽ mang thông điệp học sinh VinSchool luôn sáng tạo, sẵn sàng hội nhập, tự tin và thân thiện ạ. Một hành trình mới đang mở ra trước mắt. Hẹn gặp lại Việt Nam sau 10 ngày nữa.